Các bạn nhìn này, ví dụ 1, chúng ta thấy này, bài toán cho tứ diện ABCD có MN lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đây, bài toán yêu cầu chúng ta chứng minh cái này. Chứng minh đẳng thức AC cộng BD bằng AD cộng BC bằng 2MN. Đấy. Đây, các bạn nhìn đây. Hình vẽ đây. Đấy. Đây là dạng toán chứng minh. Đây là tứ diện ABCD này. Tứ diện ABCD. MN lần lượt là trung điểm của AB và CD. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của CD nhá. Đó. Như này, thì bài toán chúng ta chứng minh một cái đẳng thức kép đúng không? Thì ta chứng minh này AC cộng BD thì bằng 2MN đi. Chứng minh ý thứ hai là AD cộng với này AC cộng BD bằng 2MN. Tiếp tục chứng minh AD cộng BC bằng 2MN nữa. Thì hai điều đấy ta sẽ suy ra cái đẳng thức này nhá. À, thứ nhất này. Thứ nhất chúng ta sẽ chứng minh rằng AC cộng BD bằng 2MN. Em nhìn này, AC đây. AC đây. BD đây. Làm nào để chứng minh bằng 2MN? Thì ở đây cũng rất nhiều cách để chúng ta giải quyết bài toán này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứ thử chèn điểm vào đúng không nào? Thử chèn điểm vào để xuất hiện cái MN nhá. Ví dụ như thầy có này, ta có này. Ta có này. Ta phân tích cái đầu tiên nhá. AC cộng BD. Ta chèn điểm vào để xuất hiện MN đi, được chưa nào? AC em nhìn này. AC đúng không nào? AC làm ra xuất hiện MN thì AC thì bằng AM cộng MN cộng NC nhá. Bằng này, viết thẳng xuống dòng cho nó thoải mái này. AM này cộng MN này cộng với NC đúng không nào? Được chưa? Riêng hàng AC bằng AM cộng MN cộng NC, chèn bao nhiêu điểm cũng được. Tương tự như BD. BD này bằng BM cộng MN cộng ND. BM cộng MN cộng ND. Đó, thế ta đưa hết để các vector đúng không nào? Các bạn hiểu chưa? Nhá. Thế bây giờ ta sẽ nhóm vào đây này, nhìn thấy có 2MN chưa? Nhá. Còn AM cộng BM, AM BM sẽ bằng 0 rồi. Ta nhóm riêng nào. AM cộng với BM để riêng một cái đúng không nào? Cộng với AM BM này. NC cộng ND. NC cộng ND. Nhớ. Cộng với 2M MN. Các bạn hiểu chưa? Nhá. AM cộng B, AM cộng với lại B, BM, hai vector đối nhau, AM và BM đối nhau đúng chưa? Vì M là trung điểm của AB mà. Như vậy D sẽ bằng vector 0. Đây cũng bằng vector 0.